Ngoài trận Chu Long diễn ra vào tháng 6 năm 1967, tiểu đoàn 52 biệt động quân đã có những trận đánh để đời, đã được ghi vào chiến sử binh chủng biệt động quân và quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ sau hơn một năm thành lập, tiểu đoàn 52 biệt động quân đã được báo chí vinh tặng danh hiệu tiểu đoàn sấm sét miền Đông sau trận đánh lịch sử tại quận Lỵ, quận Đông Luân vào tháng 5 năm 1965. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường Việt Nam, cộng quân đã huy động 3 trung đoàn chủ lực để đánh chiếm một quận Lỵ của Việt Nam Cộng Hòa và dàn quân để nghênh chiến các đơn vị tiếp ứng. Là lực lượng trừ bị cơ hữu của quân đoàn 3, tiểu đoàn 52 biệt động quân được điều động tiếp cứu quân trú phòng ở Đông Luân. Theo kế hoạch tăng viện, tổng tiểu đoàn được trực thăng vận xuống Phước Thành vào buổi trưa và sau đó đổ quân xuống sân vận động quận Lỵ vào 4 giờ chiều, đúng vào lúc cộng quân đã tràn ngập trụ sở quận. Qua hệ thống liên lạc, Bộ Tư lệnh quân đoàn xác nhận là lực lượng chi khu Đông Luân vẫn còn làm chủ được tình hình trong quận Lỵ. Khi đại đội 4 của tiểu đoàn tiến vào thì bị cộng quân từ quận đường bắn ra. Trước tình hình đó, ba đại đội còn lại của ban chỉ huy tiểu đoàn đã rút ra ngoài hàng rào trước cửa để đợi quân đoàn tải xác nhận. 15 phút sau, trung đoàn 1 và đại đội 3 bám sát hàng rào ngoài quận đường, quan sát và thấy rõ cộng quân đang sử dụng đại liên đặt trên chiến xa và chi khu để tán xạ vào đội hình của biệt động quân. Sau khi nhận được báo cáo, tiểu đoàn trưởng đại quý Hoàng Thọ Nhu xin sự yểm trợ của không lực Hoa Kỳ qua sự liên lạc của cố vấn để quanh tạc ngay vào quận đường. Hai phi cơ B-57 đã nhào xuống tiêu diệt các ổ hỏa lực của cộng quân trên hai xe thiết giáp. Đợt quanh tạc kết thúc, kho đạn trong chi khu nổ dữ dội. Đại quý Trần Thanh Thủy, đại đội trưởng đại đội 3, quyết định tung trung đội 1 bò vào chiếm lại quận đường. Khoảng 8 giờ đêm, kho đạn ngừng nổ. Đại đội 3 đã bố trí quanh hàng rào phòng thủ của chi khu để đợi cộng quân từ hai trại bên kéo trở về. Biệt động quân đánh tan hai cánh quân này, sau đó tràn lên tải chiếm căn cứ biệt kích và pháo binh trong quận Lỵ trước khi trời sáng. Tiểu đoàn 52 biệt động quân đã tịch thu hàng trăm vũ khí, trong đó có hơn 50 súng AK-47. Sau chiến thắng này, tiểu đoàn được tuyên dương công trạng trước toàn quân. Với chiến công tại Đồng Xoài, tiểu đoàn 52 biệt động quân trở thành tiểu đoàn chuẩn bị cho Bộ Tổng Tham mưu. Không chỉ là một đơn vị tinh nhuệ với lối đánh tốc chiến trong các trận tấn công bằng trực thăng vận, tiểu đoàn 52 biệt động quân còn nổi tiếng trong các trận phản phục kích trước lực lượng đối phương áp đảo về quân số. Một trong những trận phản phục kích tuyệt vời của tiểu đoàn sấm sét miền Đông là trận đánh gần tỉnh Lỵ Phước Ty vào tháng 11 năm 1965. Trận phản phục kích đi vào chiến sử của tiểu đoàn sấm sét miền Đông gần Bà Rịa trên quốc lộ 15 diễn ra như sau. Vào tháng 10 năm 1965, do áp lực nặng của cộng quân tại Phước Ty, tiểu đoàn sấm sét miền Đông được Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 tăng phái cho tiểu đoàn Phước Ty, đặt dưới quyền điều động của tiểu khu trưởng Trung tá Lê Đức Đạt. Năm 1972, ông là đại tá tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh và đã tự sát tại căn cứ khi tăng cảnh thất thủ vào cuối tháng 4 năm 1972. Theo phân nhiệm, tiểu đoàn là nỗ lực chính trong các cuộc hành quân Thảo Thanh và giải tỏa áp lực cộng quân tại Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Hàm Long, Núi Đất. Do phải tăng phái một đại đội của tiểu đoàn phòng ngự ở Bình Xã, nên tiểu đoàn chỉ còn 3 đại đội và ban chỉ huy tiểu đoàn tham gia cuộc hành quân trên địa bàn tỉnh Phúc Ty. Ngày 11 tháng 11 năm 1965, theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy tiểu khu Phúc Ty, đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 52 do Trung úy Trần Trọng Trùi chỉ huy được chỉ định hoạt động dọc theo đèo Mẹ Bồng Con. Tiểu đoàn chỉ còn lại hai đại đội 3 và 4 cũng được lệnh di chuyển từ vùng hành quân về vị trí mới. Thành phần này được tiểu khu Phước Ty tăng cường hai xe thiết giáp và một đại đội địa phương quân. Đoàn quân do đại quỹ Nguyễn Hiệp, tiểu đoàn phó chỉ huy. Trong khi tiểu đoàn đang di chuyển trên quốc lộ 15, thì Bộ Chỉ huy tiểu khu Phước Ty được một hội chính viên cho biết là trung đoàn của anh đang bố trí sát sân bắn ở đầu tỉnh để đợi phục kích tiểu đoàn 52 biệt động quân. Liền ngay sau đó, phi cơ quan sát L-19 được gửi tới. Quan sát viên xác nhận đã thấy các cụm bố trí của cộng quân tại đây. Khi vị tiểu đoàn phó nhận được thông báo về các cuộc phục kích của cộng quân, thì đoàn xe đã tiến vào khu vực mà địch đang bố trí. Theo lời kể của đại quý Hiệp cùng một số phóng viên chiến trường sau khi trận đánh kết thúc, thì vị tiểu đoàn phó này đã kịp thời đưa ra một quyết định khẩn cấp là cho lệnh đoàn xe dừng lại khi còn cách khúc quanh 50 thước, nơi mà cộng quân được lệnh khai hỏa khi chiếc xe đầu tiên xuất hiện, đồng thời chỉ định trung đội đi đầu của đại đội 3 khởi động khai hỏa khi có lệnh. Trận phục kích trên quốc lộ 15, theo các tài liệu tổng hợp của đặc sản Mũ Nâu và KBC, tuyến phục kích của địch dài 2 km, với hai tiểu đoàn dàn trận từ chân núi Thị Vải. Tiểu đoàn cộng quân thứ 3 nằm cạnh sân bắn của tỉnh. Khi đoàn xe vừa ngừng, các chiến binh Mũ Nâu đã tự động nhảy xuống bố trí. Trung đội 1 của đại đội 3 do một trung úy chỉ huy,
đương đại đội trưởng đại quý Trần Thanh Thủy, tăng cường hai thiện xạ nổi tiếng thuộc ban chỉ huy đại đội là thượng sĩ Hoàng Tào với cây súng M14 và hai sĩ nhất Đinh Đô với cây AR-15 thần tốc. Hai tay súng này đã yểm trợ cho tổ đại liên của trung đội 1 khai hỏa lọc súng đầu tiên cho trận đánh, thay vì phát súng đầu tiên do cộng quân khai hỏa. Tổ hỏa lực tiền tiêu của cộng quân đặt tại vườn mít nằm sát quốc lộ 1 đã phải lúng túng khi bị động quân khai hỏa trước. Vì theo kế hoạch phục kích, có lẽ tổ hỏa lực này chỉ khai hỏa khi chiếc xe đầu tiên của biệt động quân đến khúc quanh. Cây B40 của tổ hỏa lực cộng quân chỉ bắn được một phát trúng xe cơ giới của địa phương quân thì đã bị một tổn chiến binh trung đoàn 1 tràn lên đọt ngay. Trận chiến trở nên quyết liệt hơn khi cộng quân từ các vị trí bên trong bắn xối xả về hướng biệt động quân để yểm trợ cho các thành phần xung kích đang tràn ra. Tại vườn mít, tổ đại liên M60 cùng hai thiện xạ M14 và AA-15 đã chặn đứng đợt xung phong của địch. Để yểm trợ cho tiểu đoàn 52 biệt động quân, sau khi nhận được yêu cầu của quân đoàn 3, phản lực cơ F-100 của không quân Hoa Kỳ từ đệ tất hạm đội đã bay vào vùng xảy ra giao tranh. Để không quân khó oanh tạc, cộng quân cố tràn ra bám sát trận địa, vương mít trở thành mục tiêu của cả hai bên. Theo lệnh của tiểu đoàn phó, đại quý Trần Thanh Thủy, đại đội trưởng đại đội 3, lính cho trung đội 1 rút về bên kia quốc lộ để không quân dễ dàng quanh kích cộng quân. Trong khi F-100 quanh tạc dữ dội thì trung đội 1 men theo quốc lộ tiến về khúc quanh sát săn bắn để đợi dịp xung phong vào cánh trái của địch quân. Đối phương cố bám sát biệt động quân để vô hiệu hóa các phi vụ không yểm. Trong khi đó, phía sau của tiểu đoàn 52 biệt động quân là bãi sinh lầy lội. Do đó, tiểu đoàn phó đại quý Hiệp đã xin không quân quanh tạc dọc theo quốc lộ, chấp nhận cùng địch tổn thất nếu bị rủi ro. Cùng lúc đó, đại đội 2 thuộc tiểu đoàn 52 đang hoạt động tại đèo Mẹ Bồng Con, được lệnh rời vùng hành quân để tiếp ứng. Các đại đội này đã quá gian xe đò về bố trí ở ấp sát khu vực phục kích. Đại đội trưởng trung úy Trần Trọng Trùi đã cho các trung đội dàn quân để đai lệnh xung phong tấn công địch từ cánh phải. Với lối điều quân linh động, lực lượng tiểu đoàn 52 biệt động quân dù ít nhưng đã có được hai gọng kìm phía ngoài để kẹp ngược lại các đơn vị cộng quân. Sau một giờ giao tranh với nhiều phi từng F-100 yểm trợ liên tục, cộng quân đã bị thiệt hại nặng nề. Đến khi trời gần tối, đại quý Hiệp xin ngưng không trợ và cho lệnh các đại đội xung phong. Tiểu đoàn 52 biệt động quân từ chính diện và hai bên trái phải của cộng quân đồng loạt tiến lên theo tiếng còi của cấp chỉ huy. Tiếng phục kích bị chọc thủng, cộng quân tháo chạy về cánh rừng sát chân núi thì phải. Nhiều tử thi của cộng quân đã được cột sẵn dây thân và chân nhưng không được kéo đi kịp, nằm la liệt trên trận địa. Sau trận đánh này, tiểu đoàn 52 biệt động quân đã được các tướng lãnh Hoa Kỳ khen ngợi. Theo đề nghị của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tổng thống Johnson đã quyết định ân thưởng huy chương danh dự của Tổng thống Hoa Kỳ cho tiểu đoàn xâm xét miền Đông.